chào tất cả bà con. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung mà mình chưa bao giờ làm, để cho mọi người có thêm kinh nghiệm để nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả. Đó là cái nội dung mà việc mình để cái tấm lót thảm ở trong rổ đẻ của con chim bồ câu. Cái này đặc biệt quan trọng mà mọi người cần phải chú ý nhé. Thì trên tay mình đây đó là những cái tấm lót thảm ổ đẻ cho con chim bồ câu. Thì diện tích của nó thì tầm khoảng 20-20 vuông mọi người nhé. Thì cái này nó sẽ giúp cho con chim bồ câu mà khi mà sinh sản á, thì nó có cái nơi để nó, thứ nhất để nó nằm, và nó thứ hai để những quả trứng á, hoặc là khi nó nuôi con á, thì cái con chim bồ câu nó không bị kẹp chân, bị kẹp đầu vào cái rổ đẻ. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn nhé. Mình lấy ví dụ đi, như chim bồ câu này. Con chim bồ câu này nhé mọi người, thì mình sẽ để cái, đây là con chim bồ câu con nhé, thì mình nó sẽ lấy nó ra này, nó rất là hung nhé mọi người. Đây mình sẽ để cái lót thảm xuống dưới đây mọi người. Đây, để chim bồ câu con xuống cho nó. Thì mình sẽ giải thích thêm cái việc mà con chim bồ câu nó cần cái rổ đẻ. Đây là mình cho nó tự ấp luôn mọi người nhé, cho con chim bồ câu tự ấp luôn. Thì mọi người có thể là khi mà mình lắp lót cái rổ đẻ này này, một cái tấm lót thảm á, thì cái lồng này nó rất là êm, cái rổ đẻ này rất là êm. Chứ lúc đầu mọi người thấy không, nó ở đây nó có những cái lỗ này, ở đây nó có những cái khe hở nhá. Và con chim bồ câu khi mà nó còn nhỏ thì nó rất dễ bị kẹp đầu như này này, kẹp đầu, kẹp chân, kẹp tay như đây, và nó sẽ dẫn đến tình trạng là chim bồ câu nó bị chết. Và khi mà mình có cái tấm lót thảm như thế này thì nó rất là êm. Với bây giờ mình sẽ đi lót hết luôn, lót hết cho cái những cái cặp ở đây của mình. Về cái tấm thảm này thì mình cũng phải thay mọi người nhé, nhưng mà khoảng mấy tháng mình mới phải thay một lần. Và thay thì thường thường ở cái canh của mình, trại của mình, thì mình sẽ dặn nó đi nhé, mình sẽ dặn nó đi và mình sẽ xài lại. Đến khi nào cái tấm lát thảm này nó mục thì mình mới phải vứt đi thôi. Mình giặt mình vẫn xài lại bình thường nhé mọi người. Và cái ưu điểm của những cái tấm lót thảm này nó rất là êm. Mình thấy có một số người nuôi bồ câu ấy, họ lót cả quần áo hoặc là vải vóc vô cái rổ đẻ, thì theo mình là không nên. Tại vì quần áo đôi khi mình mặc rồi thì nó sẽ có cái hơi người, và con chim bồ câu nó cũng không thích cái điều đó. Đây, mình lót. Đây, mình như hồi nãy mình có nói, đó là đây là những cặp bồ câu sinh sản mọi người nhé. Đây là cặp bồ câu này đang đẻ này, thì dưới này có hai quả trứng này. Đấy, thì mình rất là nóng mọi người. Thì đây mình lót thảm cho nó này, thì mình để trứng nó lại. Thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người về cái việc mà khi mà mình lót cái rổ đẻ như này đối với chim khi mà tự ấp đi. Mình nói trước về chim tự ấp, thì khi mà mình lót cái thảm cho rổ đẻ thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường để nó giữ nhiệt khi mà chim bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng cho chim bồ câu con. Cái điều này cực kỳ quan trọng mọi người nhé. Nếu như mà mình không có cái tấm lót này này
thì thứ nhất là con chim bồ câu bố mẹ nó ấp ấy, thì nó nằm xuống dưới cái đồ đẻ ấy, thì nó rất là khó chịu, rất là khó chịu và nó không có êm ái. Và khi mà nó ấp ấy, thì nó truyền một cái lượng nhiệt từ cơ thể nó vào quả trứng thì nó mới giữ ấm cho quả trứng, và sau đó thì khoảng 17 đến 18 ngày thì quả trứng nó mới nở được. Nhưng nếu như mà mình không lót cái này này thì nó vẫn nở nhá, nhưng mà nó không đạt hiệu quả. Có những trường hợp nó nằm lên thì trứng bị vỡ này, trứng bị vỡ. Còn cái thứ hai là nó không đủ cái lượng nhiệt để thôi đi ra ngoài chơi nào. Con chó này mình nuôi để mình canh dùng chim mọi người. Nó bắt chuột rất là giỏi. Thì khi mà mình chia sẻ tiếp, đó là khi mà mình có cái đồ đẻ thì nó sẽ giữ được cái nhiệt lượng cho nó, để nó giữ ấm lại, và nó thành ra là quả trứng chim bồ câu lúc nào nó cũng nóng. Và trong cái quá trình đó nó êm ái thì con chim bồ câu nó thoải mái, và từ đó trong cổ của nó bắt đầu hình thành là sữa diều để sau đó nó nuôi con chim bồ câu con, mọi người ạ. Đây là những cặp mà bồ câu mình mới tách con của nó ra. Đây là bây giờ là nó chuẩn bị đẻ lại đó mọi người. Đây là con hai con chim bồ câu ra ràng là ở bên dưới đó mọi người. Ở bên dưới đó. Đây này, mọi người thấy không? Rất là to và đây này, bắt cho mọi người xem luôn. Đây là chim bồ câu ra ràng mọi người. Chim này thì tạo được khoảng đây cho mọi người xem này. Đây. Con này thì tầm được khoảng 21 ngày. Chim 21 ngày mọi người nhé, mọi người thấy không? Rất là to này. Mà mình mặc dù là chim 21 ngày nhưng mà mình so với con chim bồ câu ta á, nó to và nặng hơn mọi người nhé. Con này là tầm khoảng hơn 5 lạng rồi. Thịt rất to. Đó. Cặp bố mẹ ở trên và chuẩn bị đẻ lại. Mọi người cũng lưu ý một cái điều là cái tấm lót thảm này thì mình phải làm nó đúng cái kích thước mọi người nhé, kích thước so với cái rổ đẻ cho con chim bồ câu. Nếu mà to quá thì cũng không được, nếu mà nhỏ quá thì nó lại không vừa. To quá thì con chim bồ câu nó hay đạp cái nó sẽ bay ra. Đây cho mọi người. Chim bồ câu này thì mình rất là thích. Cặp này đẻ rất là sai mọi người. Đẻ rất là sai. Còn đây cho mọi người xem, đây là cặp bồ câu mi mắt. Mọi người thấy trắng không? Này là mình nuôi để cho những anh em có sở thích và đam mê những cái dòng chim bồ câu mà nó trắng tinh khôi ấy. Đây nó đã đẻ đây mọi người. Mình lấy trứng ra và mình cho nó tự ấp luôn. Cho nó tự ấp luôn nhé. Đây. Mình đẻ trứng lại. Mọi người thấy nó trắng không? Nhìn rất là đẹp. Đây là dòng bồ câu mi mắt mọi người nhé. Nó có những cái tên gọi khác nhau đấy. Mỗi dòng bồ câu nó có những cái tên gọi. Thì bồ câu gà thì nó có những cái màu phổ biến như là màu nâu đỏ hoặc là màu đen, màu vàng. Còn mi mắt thì là màu trắng thôi mọi người. Nếu mà nó điểm cái màu đen là chim lai dòng khác nhé. Chỉ có trắng tinh khôi này thôi mới gọi là chim bồ câu mi mắt nha mọi người. Ồ, đã nở rồi mọi người này. Nở đây này. Đây, chim mà câu mới nở nhá. Cái này chắc phải nở rồi. Hôm qua rồi. Hôm qua còn quả kia chắc tầm trong hôm nay hoặc ngày mai là sẽ nở. Đây là mình bắt nó lên nhá. Mình bắt nó lên. Rồi.
thấy đẹp không? Chim bồ câu này là dòng siêu thịt mà, nên là tầm khoảng 20 ngày nữa là mọi người thấy là nó sẽ to đùng như con hồi nãy mình bắt lên cho mọi người xem. Và mỗi lần chim bồ câu đẻ là nó đẻ 2 trứng mọi người nhé, đẻ 2 trứng một lần, và có một số con thì nó đẻ 3 trứng. Còn hai cặp này thì đang yêu nhau này, hai cặp này thì yêu nhau và chuẩn bị đẻ lại đấy. Nhiều người cũng hỏi mình cách chia sẻ tách chim bồ câu con ra khỏi chim bồ câu bố mẹ. Chắc hôm nào mình sẽ làm lại một video để mọi người cùng theo dõi. Những cặp bồ câu này là bồ câu sinh sản mọi người nhé, đã sinh sản đã đẻ rồi đấy. Và mình chim thì ra ràng thì mình bán chim thịt rất là nhiều. Và mình những anh em nào mà biết đến kênh của mình nhé, thì có thể xem thêm những cái video ở trên cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Mình có chia sẻ rất là nhiều video về việc nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả. Thì cái việc lót ổ đẻ này thì nó rất là quan trọng. Hy vọng là những ai mà mới nuôi chim bồ câu ấy, thì mọi người cũng biết được cái tầm quan trọng của cái ổ đẻ này, cái lót này sẽ trang bị nó cho cái trang trại của mình. Còn những anh em nào mà đôi khi mà mình nuôi ít và mình không biết đến cái tầm quan trọng của cái miếng lót ổ đẻ này, thì bây giờ xem thì mình sẽ biết và mình sẽ áp dụng. Và mọi người nếu mà nuôi chim bồ câu á, thì nhiều người còn có lót cả rơm cả rạ đó mọi người, lót rơm á và ổ chim bồ câu. Nhưng mà theo quan điểm của mình với cái cách nuôi của mình từ trước đến giờ thì mình không khuyến khích cái việc mà lót như này, tại vì lót rơm rạ nó rất khó vệ sinh. Vì con chim mà khi nó đi ỉa thì rơm rạ đó đôi khi nó sinh bệnh ở trong cái vi khuẩn á, nó sẽ tích tụ lại và mình rất khó để vệ sinh nó và nó bị vụn ra nữa. Còn cái thảm lót này thì mình sẽ khi mà mình thấy nó bẩn quá thì mình rửa và vệ sinh được và mình xài lại được luôn, mình sử dụng tái sử dụng lại được. Còn rơm rạ là hầu như mình chỉ xài được một lần thôi. Còn tuy nhiên rơm rạ đấy nó cũng có ích nhá, nó thích hợp nhất ở cái loại bồ câu đó là bồ câu gà Mỹ. Bồ gà Mỹ thì mình sẽ phải lót cái rơm rạ đó nha. Thì tại sao tùy thuộc vào những cái loại chim bồ câu mà mình sẽ sử dụng cái cách thức làm khác nhau. Thì đối với cái loại chim bồ câu titan siêu thịt của Thái này thì mình cái này là ưu điểm nhất và tiết kiệm chi phí nhất và giá thành của nó cũng rẻ nữa, nên là rất là cần thiết và rất là ưa chuộng. Và mọi người chú ý một điều là nuôi chim bồ câu thì mình phải đôi khi những cái điều nhỏ nó sẽ góp phần tạo nên cái việc mình nuôi chim bồ câu thành công hay không. Thì mình cũng hy vọng là từ nãy giờ mình làm video thì mình sẽ làm thực tế luôn để cho mọi người xem và mọi người biết. Thì mình cũng hy vọng là những cái thông tin này của mình sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái việc nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả. Rồi, xin chào tạm biệt bà con, và mình cũng hy vọng là bà con sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình từ YouTube này, từ Facebook mình cũng có là kênh Nông Dân Làm Giàu của mình này, rồi TikTok thì mình cũng có luôn. Thì mọi người cứ lên đó mọi người tham khảo thì mọi người sẽ biết được cách nuôi làm sao hiệu quả. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả bà con.